Cô xin chào tất cả các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé đến với bộ môn lịch sử địa lý. Bây giờ cô sẽ giới thiệu các em hôm nay học phần địa lý. Và hôm nay chúng ta sẽ học là tuần đầu tiên của học kỳ 2. Nhưng ở học kỳ 2, các em sẽ học cho cô một tuần 2 tiết địa lý và một tiết lịch sử. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào tiết đầu tiên của phần địa lý nha các em. Trước tiên các em sẽ đi vào phần khởi động. Các em sẽ quan sát trên màn hình cho cô nhé. Trên bề mặt trái đất của chúng ta có nơi thì rất là cao, nhưng ngược lại có nơi thì rất là thấp. Những nơi cao đó là những đỉnh núi, những dãy núi. Và đỉnh núi cao nhất trên trái đất của chúng ta đó chính là rãy núi Himalaya, và có đỉnh là Everest, cao tới 8.848 m. Nhưng ngược lại, có những nơi đại dương, biển lại rất là sâu, tới 11.000 m. Như vậy thì theo các em, điều gì khiến bề mặt trái đất của chúng ta lồi lõm như vậy? Có lẽ đó là do tác động của nội lực và ngoại lực. Vậy để tìm hiểu kỹ hơn về nội lực và ngoại lực tác động lên trái đất của chúng ta như thế nào, chúng ta đi vào chương 3, cấu tạo của trái đất, vỏ trái đất, và chúng ta đi vào bài số 10, quá trình nội sinh và ngoại sinh, các dạng địa hình chính, khoáng sản. Chúng ta đi vào phần hình thành kiến thức. Thì các em sẽ trong nội dung bài học hôm nay gồm có 3 phần. Phần số 1, quá trình nội sinh và ngoại sinh. Phần số 2, các dạng địa hình chính. Phần thứ 3, đó là khoáng sản. Nhưng tiết hôm nay cô chỉ giới thiệu các em một phần thôi. Đó là phần 1, quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các em sẽ nhìn vào đây, đó là những hình ảnh về núi lửa, những nơi về do tác động bên ngoài mà tạo cho những cái hình ảnh đẹp như thế này đấy các em. Và bây giờ thì chúng ta dở sách giáo khoa ra để chúng ta cùng nghiên cứu và trả lời cho cô. Trước tiên các em sẽ đọc thông tin mục 1 và quan sát hình 10.1 trong sách giáo khoa, trả lời các câu hỏi và hoàn thành phiếu học tập như sau cho cô. Về phiếu học tập của cô thì các em sẽ tìm cho cô về quá trình, nguyên nhân, hệ quả. Về nội sinh thì đó là nguyên nhân tạo ra nội sinh, hệ quả. Ngoại sinh cũng vậy, nguyên nhân và hệ quả. Sau đó thì các em sẽ tìm cho cô bề mặt địa hình thay đổi như thế nào ở mỗi hình A, B, C trong các hình bên đây. Và hình thành hình nào có kết quả của quá trình ngoại sinh và hình nào là kết quả của quá trình nội sinh. Ba là quá trình nội sinh hay ngoại sinh là nguyên nhân chính của quá trình tạo núi. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Trước tiên các bạn sẽ đi về phần nội sinh cho cô. Thì trước khi mà hình thành núi thì các bạn thấy là hình A, trước khi mà núi uốn nếp đứt gãy thì các bạn thấy là những lớp đất nó vẫn bằng phẳng như thế này. Sau quá trình mà ở hình 1 rồi đến hình 2 thì tiếp tục các bạn thấy là các lớp đá nó bị xô, nó đè, nó nén từng lớp một và nó làm cho uốn cong thành các nếp uốn. Và khi mà nó uốn cong như vậy thì nó quá sức thì nó sẽ tạo nên, nó bị đứt gãy, vì nó tạo nên các lớp đứt gãy và nó dịch chuyển như thế này ha. Đó là những cái hình ảnh và đây là hiện tượng uốn nếp đây các em ha, của đồi núi nó tạo ra những lớp uốn nếp đây. Và khi mà uốn nếp như vậy, sau quá trình uốn nếp này thì nó tạo ra một cái vết đứt gãy ở đây đấy đó. Và đây là khi mà đứt gãy mạnh thì nó tạo ra được cái sóng điện từ từ sâu trong lòng đất, thì đó là tạo nên hiện tượng động đất. Và dưới sâu trong lòng đất càng xuống sâu nhiệt độ càng cao, và khi mà nhiệt cái lớp bị đứt gãy như thế này thì nhiệt độ từ dưới sâu nó dò dỉ, nó đẩy lên thì nó tạo ra hiện tượng núi lửa phun lên ha. Đây là hiện tượng núi lửa. Như vậy thì các em thấy đó là những hiện tượng được hình thành từ trong lòng đất hay ở trên bề mặt đất vậy các em? Từ sâu trong lòng đất đẩy lên thì đó người ta gọi đó là nội lực. Nội lực từ sâu trong lòng đất đẩy lên thì đó gọi đó là nội lực.
Như vậy, ở Việt Nam, do tác động của nội lực trong vận động tân kiến tạo các dãy núi Hoàng Liên Sơn phía Tây Bắc nước ta thì cũng được nâng lên tạo ra các dãy núi như là dãy Hoàng Liên Sơn, đúng không các bạn? Và có đỉnh núi cao nhất ở nước ta đó là đỉnh Phan Xi Păng, đây là nóc nhà Đông Dương. Nếu như chúng ta có dịp, chúng ta sẽ lên đây để chúng ta leo núi. Và một cái địa danh, cái thành phố mà đón khách du lịch ở trên cái vùng núi này, đó là địa danh gì các bạn? Đó là Sapa đó các bạn ha. Đặc biệt mùa này về mùa đông, tại Sapa có tuyết phủ ha. Với những ngày lạnh lẽo sẽ có tuyết. Còn thềm lục địa ở phía nam thì bị hạ xuống sâu ha. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về cái quá trình hình thành của nội sinh. Vậy nguyên nhân hình thành của nội sinh là do đâu? Đó là do tác nhân từ bên trong vỏ của trái đất, do các chuyển động kiến tạo và hoạt động núi lửa, động đất. Thì tất cả là do tác động từ bên trong của lớp vỏ trái đất và do các chuyển động của các mảng kiến tạo. Bữa trước mình học ở các mảng kiến tạo rồi. Còn vỏ trái đất của chúng ta là do các mảng liền kề với nhau, nó tạo lên nhau. Đó. Về cái hệ quả, thì khi mà cái quá trình nội sinh này xảy ra, như là động đất, như là núi lửa, như là sóng thần, thì nó sẽ làm, và nó tạo núi như vậy, thì nó sẽ làm tăng tính gồ ghề của bề mặt trái đất. Đó là tạo ra đồi, tạo ra núi lửa. Đó là cái hệ quả đó các bạn ha, của nội sinh. Còn bây giờ chúng ta đi xem tiếp theo một cái quá trình, đó gọi là ngoại sinh. Thì các em sẽ nhìn vào đây, đây là một cái tảng đá. Thì các em thấy là gió nó thổi, cái mô hình về gió thổi, thì gió nó thổi vào thì mỗi ngày làm cho đá nó mòn đi. Đó, cứ gió nó thổi vào, nó đập vào, mỗi ngày nó tác động, nó làm cho đá lúc ban đầu nó đều to, và bây giờ thì nó thổi mòn, nó tạo ra cái nấm như thế này đấy các em. Đó, nó tạo ra những cái nấm đá như thế này. Đó là hình 30, tác động của gió trong việc mài mòn, nó tạo mòn đi như thế này. Trước kia là một cái núi to khổng lồ như vậy, nhưng sau quá trình mà gió nó thổi, nó tạo ra những cái nấm như thế này ha. Rồi các em sẽ thấy nữa, ngoài cái hoạt động của gió tác động từ bên ngoài ra thì còn tác động của nước mưa hay là của nước ha, quá trình xâm thực do nước mưa ở vùng núi đá vôi. Ở một vùng núi đá vôi thì một cái vùng nó như thế này, thì sau quá trình nước mưa, nước ngấm nó hòa tan, nó làm cho cái oxy hóa ra và nó làm cho tạo ra nhiều cái hang động kỳ thú đẹp như thế này. Nếu bạn nào đã đi đến động Phong Nha Kẻ Bàng, động Thiên Đường hay là đi ra những cái vùng núi đá vôi thì các bạn sẽ thấy những nơi đây tạo ra những cái vùng rất là đẹp, rất là thu hút, rất là huyền bí ha, do thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Còn đây đó là nước nó chảy, sau quá trình chảy nhiều như vậy thì các bạn thấy cái bề mặt của phần đá này nó sẽ bị mài mòn. Còn những khu vực mà không có nước chảy thì đá nó vẫn sắc nhọn như thường, đúng không? Ở đây là đường bờ biển mà do sóng nó đánh, nước nó đánh vào, nó tạo ra mòn và nó khoét ra những cái phần đá nó mài mòn như thế này. Rồi còn đây là do nhiệt độ, đá nó bị nứt vỡ do nhiệt độ thay đổi đột ngột, do nóng lên rồi đến lạnh thì nó đá nó sẽ bị co lại, rồi nó nở ra, rồi nó sau quá trình thì nó đứt gãy ra, nó vỡ ra đột ngột như thế này, do nhiệt độ thay đổi đột ngột đó các em. Rồi đây là quá trình xâm thực ở đảo Peru, đó là do mà sóng biển nó đánh vào, nó tạo ra những cái hốc mòn của đá như thế này ha. Đó là do, tất cả là do tác động từ bên ngoài. Đây là những cái hình ảnh của vịnh Hạ Long ha. Đây là cái động Phong Nha Kẻ Bàng, đó do là cái nước mưa nó hòa tan, nó tạo ra cái hang động như vậy đó các em. Như vậy nguyên nhân tạo ra cái ngoại sinh, quá trình ngoại sinh đó là do đâu? Đó là do tác nhân từ bên ngoài của vỏ trái đất, như là hiện tượng mưa, như là nắng, như là nhiệt độ, như là dòng chảy. Và tất cả những thứ đó nó đã làm phá hủy đá gốc thành các vật liệu bỡ và rời ra đó. Và cái hệ quả này là gì? Nó phá hủy, nó san bằng và các cái chỗ gồ ghề
đặc biệt như là cái vùng núi mà ở ven biển, sóng nó đánh vào nó tạo ra những cái lỗ, những cái phần hõm vào ha, những cái đường bờ biển bị o chẳng hạn. Đó, đó là cái quá trình của ngoại sinh ha, nó nguyên nhân đó là như là hiện tượng mưa, như là nắng, như là nhiệt độ, như là dòng chảy. Còn cái hệ quả đó là nó phá hủy và nó san bằng. Đó. Như vậy nãy giờ thì chúng ta thấy là nội sinh thì là lực từ bên trong thì lại đưa địa hình như thế nào các em? Nâng cao lên. Còn ngược lại ngoại sinh thì nó làm cho địa hình như thế nào các em? San bằng, thấp đi, trũng đi. Đó là quá trình ngoại sinh. Như vậy thì bây giờ các em sẽ nghiên cứu cho cô ở cái hình 10.1 kết quả của quá trình nội sinh và ngoại sinh. Như vậy các em sẽ xem cho cô hình A. Hình A đây là nội sinh hay ngoại sinh? À, hình A này là sóng biển nó đánh vào cái vùng bờ núi nó như vậy và nó tạo ra, nó khoét mòn, nó làm cho mài mòn như thế này và nó hõm sâu như thế này. Như vậy đây là tác động của gió, là ngoại sinh từ bên ngoài. Rồi hình B, gió nó thổi vào ha, những cái đụn cát như thế này thì các em sẽ thấy là nó cũng làm cho khoét mòn, lúc đầu là nó to như thế này, sau đó thì nó tạo giống như một cái nấm ha các em. Như vậy đây là gió cũng là tác động bên ngoài thì đó là ngoại sinh. Còn cái hình C thì đây là quá trình Manti nó được đang được nâng lên ha, thì đây là quá trình của nội sinh ha. Đó, như vậy nội lực là yếu tố chính trong quá trình thành tạo núi. Ngoài ra núi cũng chịu tác động của quá trình ngoại sinh do qua thời gian dưới tác động của ngoại sinh như là dòng chảy, như là gió, như là nhiệt độ làm thay đổi hình dạng của núi, các đỉnh núi tròn hơn, sườn núi bớt dốc hơn, độ cao giảm xuống. Đó là cả nội sinh và ngoại sinh đều tạo nên cái địa hình núi. Như vậy chúng ta vừa mới nghiên cứu xong, chúng ta đã hoàn thành được cái bảng này ha các em. Như vậy thì quá trình của nội sinh mà nguyên nhân tạo ra nội sinh đó là do tác nhân từ bên ngoài của vỏ trái đất, do à cô xin lỗi do các tác nhân từ bên trong của vỏ trái đất, do các chuyển động kiến tạo như là hoạt động núi, lửa và động đất, và hệ quả thì làm gia tăng tính gồ ghề của bề mặt đất. Còn ngoại sinh là do tác nhân từ bên ngoài của vỏ trái đất, các hiện tượng như mưa, nắng, nhiệt độ, dòng chảy làm phá hủy đá gốc thành các vật liệu vỡ và rời. Và ngoại sinh là phá hủy san bằng các chỗ gồ ghề. Đó, đây là nội dung, các em nhớ chụp lại màn hình và các em ghi bài vào cho cô nha. Bây giờ thì các em vừa nắm được nội sinh, ngoại sinh và bây giờ thì các em sẽ xem cho cô các hình ảnh sau đây. Quan sát ảnh cho biết nội dung bức ảnh, ảnh nào là những tác động do nội lực, ảnh nào là tác động của ngoại lực. Bây giờ hình A, đây là hình ảnh gì đây các em? Đây là hình ảnh cháy rừng. Như vậy đây là tác động của nội lực hay ngoại lực? À, đây là ngoại lực. Hình B, đây là đá mòn thì đây là tác động của ngoại lực ha. Hình C, đây là đứt gãy đất, như vậy đó là nội lực. Lớp đất bị đứt gãy đè nén cho nên nó tạo ra những cái rãnh sâu như thế này. Và hình D, ở đây là khai thác thì đây cũng là đang tác động ngoại lực do con người đang khai thác, đã làm cho bề mặt địa hình đang bị bào mòn, đang bị xâm lấn vào. Còn hình E, đây là hình ảnh về núi uốn nếp thì đây là tác động của nội lực. Còn hình F thì đây là hình ảnh chặt phá rừng. Như vậy đây là tác động của ngoại lực mà chính là con người đã làm cho địa hình bề mặt bị thay đổi. Và em hãy cho một số ví dụ về tác động con người, tác động tích cực và tác động tiêu cực trong việc hình thành địa hình bề mặt. Thì các em sẽ thấy các chẳng hạn như mình trồng cây, mình đây là tác động tích cực, còn đây là mình đang làm những cái ruộng bậc thang ở vùng đồi vùng núi, làm cho cây cối như vậy, trồng như vậy thì nó đỡ bị xói mòn, lũ quét, rửa trôi
ha, đó là tác động tích cực. Còn đây là những cái tác động tiêu cực, chẳng hạn như đốt rừng, chặt rừng, phá rừng. Rồi như vậy thì dẫn đến là khi nước mưa xuống, xói mòn, lũ quét và làm cho sạt lở những cái vùng đồi núi này, thì đó là tác động tiêu cực. Và hình số 1, đây là nếu nội sinh lớn hơn ngoại sinh thì các em sẽ thấy là địa hình sẽ gồ ghề hơn. Còn nếu ngoại sinh lớn hơn nội sinh thì địa hình hạ thấp và san bằng hơn. Thì đó là nội sinh và ngoại sinh. Như vậy, nội sinh và ngoại sinh là hai lực đối nghịch nhau nhưng xảy ra đồng thời và tạo nên địa hình bề mặt trái đất. Như vậy thì các bạn thấy là cái nội sinh và ngoại sinh là hai lực. Một lực thì nâng lên nhưng đồng thời lực kia thì lại hạ xuống. Ha, nhưng mà hai lực này đều thấy xảy ra đồng thời cho nên tạo ra địa hình bề mặt trái đất như ngày hôm nay chúng ta đang thấy hiện nay. Ha, như vậy thì tiết học vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong và bây giờ thì cô có phần luyện tập. Bây giờ chúng ta còn nhớ kiến thức không? Chúng ta sẽ điền vào cái bài sau đây cho cô. Nguyên nhân của nội sinh là gì? Đó là do tác nhân từ bên ngoài của vỏ trái đất, do các chuyển động kiến tạo hoạt động núi lửa, động đất. Về ngoại sinh thì do tác nhân từ bên ngoài của vỏ trái đất như là mưa, nắng, nhiệt độ, dòng chảy và làm phá hủy đá gốc thành các vật liệu bỡ rời. Và cái hệ quả của nội sinh đó là làm tăng tính gồ ghề của bề mặt trái đất như là tạo núi, tạo đồi. Còn ngoại sinh thì nó sẽ làm phá hủy, nó san bằng các chỗ gồ ghề đi. Là sẽ làm chủng hơn, nó sẽ thấp hơn. Đó là chúng ta vừa hoàn thành xong ở bài tập số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ vào bài số 2, điền các thông tin còn thiếu vào sơ đồ dưới đây. Cái phần chấm chấm này đấy các em, cô gồm có các 6 từ sau đây. Thứ nhất là ngoại sinh, thứ hai là magma, thứ ba là nội sinh, thứ tư là núi lửa, thứ năm là mưa, thứ sáu là động đất. Bây giờ số thứ 1 ở vị trí này thì các bạn thấy là do mặt trời đó, trời của chúng ta sẽ đổ mưa, ở vị trí này là mưa trên bề mặt trái đất. Cái thứ hai đó là mưa thì là trên bề mặt đất thì đó là ngoại sinh. Và đây là núi lửa nó sẽ phun trào lên thì đây là núi lửa. Và nằm sâu dưới lòng đất nó sẽ bị đè nén, nó sẽ đứt gãy thì nó tạo nên cái hiện tượng đó là động đất. Và bên trong dưới này, phần này đó là nội sinh. Như vậy thì chúng ta vừa hoàn thành xong cái sơ đồ. Như vậy thì chúng ta ở hình 10.1. Và sau đó thì chúng ta có một phần vận dụng. Riêng phần này về nhà các em sẽ tìm thông tin về hang Sơn Đòn và cho biết hang Sơn Đòn là kết quả của quá trình hình thành địa hình nào. Phần này cô dành cho các bạn làm. Tiết sau nữa cô sẽ kiểm tra các em xem các em có nghiên cứu và các em đã ứng dụng được bài học không nhé. Như vậy tiết học hôm nay đến đây đã kết thúc. Về nhà nhớ là học bài và nghiên cứu tiếp nội dung tiết sau của bài 10 theo gợi ý. Và đặc biệt chúng ta sẽ phân biệt được các dạng địa hình chính trên trái đất và kể tên được một số loại khoáng sản. Và tiết học đến đây đã kết thúc. Cô xin chào tất cả các em và hẹn các em ở tiết sau nhé.